Rồi, cái tình trạng này thì xảy ra khá là nhiều rồi. Thì những cái anh em thợ trẻ tuổi mà ngày khoảng tầm 6-7 năm tuổi ở đây mà chuyên về tóc nam ấy thì hầu như là rất là yếu về cắt kéo, về cắt những cái tóc bám. Đấy, bởi vì nó có một cái cơn bão ở Việt Nam mình cách đây khoảng tầm 4 đến 6 năm trước, một cơn bão gọi là đẩy trắng tóc. Toàn dân, toàn anh em, ai ai, nhà nhà, nhà người người đi cắt trắng hết. Đấy, cắt gọn hết. Còn từ những cái năm đổ 2013 đổ về trước là hầu như cắt kéo nhiều, cắt tông đơ rất ít, cắt tông đơ chỉ hầu như là cắt cho mấy cán bộ thôi, cắt gọi là cắt cắt gì nhỉ? Cắt cắt đầu cán bộ đấy, tự dưng lại quên, là cắt chân phương, đấy cắt chân phương, đấy. Hầu như cắt chân phương mới dùng tông đơ thôi, hay là cắt đầu cua mới dùng tông đơ thôi, chứ còn hầu như là cắt bằng kéo hết. Đấy. Cho nên là những anh em đời anh em thợ đổ lại đây tầm 6-7 năm đổ lại đây ấy, mà cắt tóc nam nhiều đôi khi lại yếu, bởi vì anh em đã bị một cái lối mòn. Bởi vì ngày nào anh em cũng cầm tông đơ đẩy như thế này rồi, đôi khi anh em bị một cái lối mòn rồi, nó quá quen thuộc rồi. Đôi khi khách vào bảo cắt cái tóc bám, đôi khi anh em không không hình dung được đấy, không tự tin cầm kéo cắt các cái tóc bám đấy, mà lúc nào cũng phải đẩy tông đơ. Mà đẩy tông đơ thì lâu ngày nó thành một cái thói quen rồi, đôi khi cắt muốn cắt nó dài ra một chút cũng không được, lúc nào cũng phải hơi hơi trắng trắng nhẹ nhẹ một chút, không thể nào mà cắt để nó dài hơn được. Mà cầm kéo cắt thì không cắt được, bởi vì không có bài. Cắt ở chỗ này một tí thì cắt ở chỗ này một tí, là nhón ở chỗ này một tí, đôi khi nó không có một cái độ liên kết gì cả. Cắt xong thì cầm kéo tỉa để cho nó nhìn cho nó đỡ vấp, rồi nhìn cho nó đỡ ấy thôi, nó không có một cái bài nào cụ thể cả. Cho nên là anh em rất là yếu ở những cái tóc này đấy. Cho nên là mình cũng làm nghề, cho nên là anh em mình nói thì anh em đừng tự ái đấy, anh em phải học hỏi, phải im lặng, phải học hỏi, đừng có mở lời ra. Mình chưa biết, chưa làm được, không mở lời ra nhá. Đấy, mình phải im lặng và mình học hỏi, theo dõi rất nhiều người đấy. Ở trên TikTok này nó có một cái môi trường rất là rộng, rất là nhiều thợ người ta đăng video lên để anh em cố gắng im lặng học hỏi để trau dồi kiến thức, lặng lẽ im lặng, rồi một ngày nào đó mình sẽ bùng nổ đấy. Để rồi khi mà mình cắt tông đơ đã được 70% rồi, khi mình còn thiếu mỗi 30% để phục vụ những cái khách mà thích cắt những cái đầu Hàn Quốc, những cái đầu dài dài nữa, thì bây giờ mình trao rồi thêm 30% này nữa là mình được 100%. Vậy là khách nào mình cũng phục vụ được, khách cắt sát mình cũng phục vụ được, mà mình khách những cái cắt mà kiểu đầu Hàn Quốc mai dài, gáy dài, rồi mái mềm các thứ mình chơi được hết, không ngại một cái gì cả. Đấy. Vậy thôi, mình chỉ có lời khuyên vậy thôi, chứ anh em đôi khi anh em có những cái lời khuyên cho anh em thì anh em đôi khi tự ái rồi thế nọ thế kia, nhưng mà anh em đừng thể hiện cái tôi là, cứ cố gắng im lặng và học hỏi đấy nhá. Anh em làm nhiều rồi anh em sẽ hiểu hết. Rồi, cảm ơn.